Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cái dự án GCash. Dự án này sẽ phát khoảng 40 đô la các bạn nhé. Dự án này sẽ chatbot ở trên Telegram. Các bạn làm theo hướng dẫn của mình để nhận coin nhé. Các bạn check qua một số thông tin về cái dự án. Đây là cái website của họ này. Mọi người mà muốn tìm hiểu về cái dự án này thì mọi người có thể lên cái website của họ để biết thêm thông tin các bạn nhé. Web cũng khá là ok nha mọi người. Đấy. Các thông tin khá là đầy đủ. Ok, tiếp theo là các bạn sẽ chatbot thôi. Các bạn start cho mình. Đấy, ở đây thì Return menu nhé, các bạn quay lại menu cho mình. Các bạn ấn vào tag của Telegram thì mọi người sẽ theo dõi cho mình hai cái group. Các bạn ấn join cho mình thôi. Quay lại join tiếp một cái group nữa nhé. Eo bị đầy rồi. Bị đầy rồi, phải làm sao đây? Em đi xuống bên máy. Thang bộ bên kia. Em đi qua cái cột cho anh. Đi đến cái dòng chữ. Có cái cửa. Xuống em dưới phải. Thang bộ đấy. Đúng rồi. Sorry mọi người. Các bạn sẽ phải bỏ những cái bớt những cái group đi thì các bạn mới theo được những cái group ở trong này. Chán ghê cơ. Quá là nhiều group bị đầy luôn rồi. Rồi này. Quay lại mọi người ấn đôn nhé. Các bạn cứ ấn vào những cái tag này các bạn để làm. Ví dụ Twitter này. Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào Flow. Flow xong thì mọi người ấn đôn nhé. Quay lại đôn này. Đây nó yêu cầu cái gì đây? Retrain và comment với hashtag này. Các bạn copy lại nhé. Quay lại đây thì các bạn ấn retrain, sau đấy là bình luận một cái. Đây. Like này. Retrain này. Bình luận này. Đấy, thế là xong nhá. Vâng. Ấn đôn nhá. Profile, profile, ok. Và đây các bạn copy lại link trên này. Đây là link profile nhé các bạn nhé. Send. Ok, tiếp theo là tag Discord. Các bạn theo dõi Discord và say hi ở channel. Discord app này mà bạn nào chưa có thì các bạn lại phải đăng ký nhá. Sau đấy thì các bạn quay lại cái link, các bạn ấn lại cái link thì nó sẽ vào trong như mình đang làm đây. Vào trong thì mọi người ấn hai cho mình. Nó bị sao ấy nhỉ? Kệ nhá. File không hai thì thôi, nó có hai được đâu mà hai. Ok, thì các bạn sẽ ấn vào Don. Các bạn dán tên vào đây. Đây nhá, copy tên ở đây nhá. Đôn tiếp. Các bạn ấn medium. Nói chung là nó sẽ có từng cái tag một thì yêu cầu các bạn sẽ phải làm từng cái tag này. Làm lấy đến hết thì thôi. Và đây thì nó yêu cầu là cái gì đây?
Flow, flow, flow ở đây. Quay lại Ấn Đôn. Club Medium and Common với hashtag này. Ok, các bạn sẽ copy lấy hashtag nhé. Quay lại đây thì mọi người sẽ kéo xuống bên dưới có cái chỗ vỗ tay này, mọi người clap cho mình. Rồi ở cái phần bình luận này, mọi người dán cái hashtag vào nhé. Quay lại xem nào, Don Profile thì mọi người sẽ vào cái phần đây. Eo, mạng chán ghê nhỉ. Quay tít thì lịt mãi không được này. Đây lấy profile nhé. Trời ạ, mạng chán quá. Rồi, mọi người dán vào đây. Send. Rồi tiếp theo nữa là phần wallet, cái phần này quan trọng nhất này. Vẫn là cái ví MetaMask các bạn nhé, sử dụng ví MetaMask. Copy lại này. Ví ERC20. Ok. 40 đô Gcash token khi mà hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Các bạn ấn vào link để giới thiệu bạn bè, đây là link nhé. Đấy, như thế là đã xong cái dự án này. Đấy, ok, còn các bạn mà có vấn đề thắc mắc, các bạn cứ bình luận ở bên dưới video nhé, mình sẽ trả lời cho mọi người. Và nào mà theo dõi video của mình mà quên hoặc là chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ luôn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.